cần người kiểu hát đệm hay là đọc rap gì không? Có cần không? Có có chưa, có chưa? Chưa có. Rồi. Sao? Nè nè. Tự trọng lại. Trời ơi. Lâu lâu em có thấy có những cái câu hỏi vậy. Thôi rồi. Em không có phù hợp diễn những dẫn những chương trình ca nhạc. Anh đề nghị ban tổ chức đổi MC dẫn ca nhạc mà không có cho Sam vô. Tại cái mấu hát của em đứng đây em nhớ hát em hiểu không? Em phải dẫn hài, thách thức danh hài. Sắp tới em có dự án âm nhạc nào nữa không? Dạ, có. Có nữ song ca chung chưa? Dạ, chưa. Rồi. Tài tới. À, em đã có ý định là mời ai chưa? Dạ, em chưa. Wow. Em cũng có định là đưa bài cho những người khác hát. Đấy, em đưa bài cho chị là một sự định. Hợp lý. Em có muốn không? Em có can đảm không? Chị là có khả năng là vừa mà hát được nha, mà chị cũng có khả năng là chị feel the beat rồi chị sáng tác tại chỗ luôn. Không cần em. Nhạc sĩ đã sáng tác rồi, ai cần em sáng tác thêm. An Trĩ Vương xua tan nỗi lo bệnh trị táo bón. Nay đã có thêm An Trĩ Vương Gel, hiệu quả đã được chứng minh. Johnny thì sắp tới thì Johnny có hai bài nhạc cũng kiểu là muốn gửi đến khán giả của mình. Đây là hai bài mà Johnny kết hợp chung với một người em, và một bài thì Johnny đã tự sáng tác. Nữa một bài người em lại vô mình nữa nè. Coi nè, có đúng không? Em trai. Nhưng mà có cần người kiểu hát đệm hay là đọc rap gì không? Có cần không? Có. Có chưa? Chưa có. Rồi. Sao? Nè nè. Tự trọng lại. Trời ơi. Lâu lâu em có thấy có những cái câu hỏi vậy. Anh nói rồi. Em không có phù hợp diễn những dẫn những chương trình ca nhạc. Anh đề nghị ban tổ chức đổi MC dẫn ca nhạc mà không có cho Sam vô. Tại cái mấu hát của em đứng đây em nhớ hát em hiểu không? Em phải dẫn hài, thách thức danh hài. Nói chung thì sắp tới thì nói gì nói, Johnny nếu mà có dự án gì thì cho bé em của Huy tham gia. Tại bé em giờ đang luyện tập nhạc rất là kỹ. Đúng vậy. Đây là thầy giáo của Sam, là thầy Minh Trí đang dạy. Không. Nốt đố nó phải lấy hơi. Do re mi fa sol la si do ho. Do ho. Đó, nó mới là thấy cái sự cố gắng của em trong cái nốt nhạc, em hiểu không? Dạ. Lại coi. Em chỉ bung đùa với mọi người cho vui thôi, chứ thực sự là em em không biết hát. Wow, em có nhớ cái lời hứa năm xưa của mình. Lời hứa nào ta? Lời hứa gì vậy? Trời, anh này, bé hứa là sáng tác một cái bài để em với bé hát chung. Wow. Thì anh này làm như cái chuyện bí mật của hai đứa, anh biết cái chuyện gì. Thế nào là anh này? Nhưng mà em nghĩ là sau cái lần mà chị Sam mà rap cái version mà người âm phủ, là từ đó chắc có thể Oset có suy nghĩ lại. Vâng, nó đánh bay cái ý nghĩ đấy ra khỏi đầu em luôn. Em nói ra chưa cho mang ngược vậy? Anh kỳ quá à. Con Đa Chí đợi em nha. Nè em nhìn chị nè. Đa Chí sắp tới mình em có. Ơi, người ta có Du Uyên. Người ta có Song Ca rồi. Này nó nào ngay á, mình cũng lớn tuổi không, nhất. Không, chị Sam muốn hát ballad mà, đúng không chị Sam? Đúng, cái dòng nhạc của chị là kiểu trữ tình đó em. Trữ tình. Kiểu trữ tình nó nhẹ nhàng xíu. Nó vậy thì em hãy liên hệ anh Hamlet Trương hay là anh Thái Thịnh. Tại vì em không hợp nhạc trẻ, em là bolero. Anh có thể đừng có dập tắt ước mơ của em được không? Anh kỳ quá. Em mời anh đến đây để làm bạn đồng hành với em mà anh cứ phá tan cái ước mơ của em hoài à. Xin chào Đạt Chi. Em hello chị Sam. Trời, lại quay lại gặp nhau. Nhưng mà đừng có ép em viết nhạc nha. Đừng, ý bé nó đừng có nhờ em viết nhạc. Đừng ép. Trời, ép. Bị... Trời ơi, bé dùng từ ép. Ép, tại sao dùng từ ép? Đạt Chi, em làm chị buồn lắm. Em muốn tự nguyện. Em nên tự nguyện đi, tại vì lời hứa năm xưa đến bây giờ vẫn chưa làm. Em phải nói là đây là một cái thử thách dành cho nhạc sĩ. Tại cái thật ra là để tìm được cái một bài hát mà phù hợp với giọng ca của em á. Em nghĩ là Đạt Chi sẽ có rất là nhiều bài hát phù hợp với lại em. Tại vì em á là kiểu dân là chuyên về ẩm thực á. Những cái chủ đề mà về ăn uống là rất là hợp với em. Wow. Chỉ cần đẩy vô thôi là em sẽ đưa bài hát lên thành hit liền. Trời ơi. Chào các em. Hello, chào các em. Chào các em. Ok, bây giờ thôi, dễ thương quá luôn á. Em ơi, mình nên tự trọng, dù sao mình cũng là một cô. Cái gì anh? 99, sinh năm 99 nha. Ủa thiệt á hả? 99 hết.
nhưng mà tụi em có cái dòng máu Hàn Quốc gì không, sao mà sao nhìn các em á rất là kiểu như mấy cái oppa Hàn Quốc á. Mà cái bé này nó cũng hơi lạ nha, tại sao anh thấy bé nào cũng bình thường hết, tự nhiên bé này cầm con Pikachu là làm sao? Dạ, cái này là con Pikachu này nó có rất là nhiều ý nghĩa. Cái ý nghĩa đầu tiên tặng là chị. Ồ. Chị ơi, ý nghĩa đầu tiên qua đây giùm em. Kỳ quá. Anh kỳ quá. Thì anh thấy là áo khoác màu vàng, áo trong màu vàng. Đó, nó sẽ là quên mặc cái đồ màu vàng nó liên quan với bạn mình đúng không? Mà thật ra cũng thấy cũng có liên quan mà tóc vàng. Ờ, cũng đúng mà. Ok, rồi mời ba em trai chọn chỗ cho mình. Ủa, anh ơi khoan đã. Đây là lần đầu tiên em gặp các bạn luôn á, phải cho em giao lưu chút xíu chứ, chưa gì anh mời vô rồi chưa có làm. Rồi em muốn được giao lưu gì em thử rồi mời Sam. Ủa, nhóm nhạc của mình là nhóm nhạc nam không hả? Đúng rồi em ơi, đúng rồi. Chị muốn vô hay sao mà chị hỏi vậy giờ? Thì đó, tại vì thật ra cái này là một cái kinh nghiệm mà một người đàn chị chia sẻ với các em. Mà tại vì em nhìn đàn chị hay là sao? Thường á là mấy cái nhóm nhạc nam như thế này nè, đó mà gọi là muốn mà tạo được điểm nhấn với quý vị khán giả, đó là sẽ có một cái màn kết hợp với lại một bạn nữ, bạn đơn ca nữ nào đó. Em có biết là nhóm người ta là do ai? Do ai làm leader không? Là Đông Nhi với ông Cao Thắng nha. Người ta là anh mời em vô MV thì 1.000 năm không đóng ha. Còn bây giờ cặp trai ba bạn trai thì em tương tước. Người ta được cái là người ta có độ trẻ, người ta có độ tươi. Còn anh là cũng là bây giờ em đi làm gì? Em vô làm gì khi mà mình đóng vai chị với mẹ với cô? Cái mặt tương đồng lắm, kiểu giống như là trang lứa. Đúng thôi là à. Trang lứa. Thôi mệt quá. Ra là về chỗ ngồi đi ba anh trai. Thôi thì Jakey là anh rất là thích Jakey cái bài hát Chiều Hôm Ấy nhá. Sắp tới em có một cái bài nào mà về một cái thời gian khác nữa không? Đợt trước em hứa là em hát chung với chị á. Nữa hả? Em ơi, cái này thì anh nghĩ là không có luôn. Em gặp một ca sĩ nhạc sĩ nào em cũng hỏi là thì em cứ xin đại rồi chúng ai chúng anh sao vậy? Em chúng gió. Không, thật ra là em sắp tới em cũng có một bài mà em cũng chuẩn bị phát hành, nhưng mà nếu như mà có giới thiệu tên bài hát luôn không anh? Thôi chắc thôi. Mình có cái sản phẩm âm nhạc nào mới hay là cái cuộc sống có điều gì mới mẻ không? Mình sẵn mình chia sẻ cho quý vị khán giả biết luôn. Dạo gần đây thì em cũng có sáng tác mấy bài mà chưa kinh phí làm nên là cứ để đấy thôi. Em gặp chị là đúng rồi, chưa kịp làm đúng không? Em thử liên hệ với chị nhưng đi. Nhưng mà bé không có nhu cầu liên hệ luôn á, bé muốn tự tạo sản phẩm cho chính mình nữa em. Vậy hả? Không, em cũng có định đưa bài cho những người khác hát. Đấy, em đưa bài cho chị là một sự hợp lý. Em có muốn không? Em có can đảm không? Chị là có khả năng là vừa mà hát được nha, mà chị cũng có khả năng là chị feel the beat rồi chị sáng tác tại chỗ luôn. Không cần em, nhạc sĩ đã sáng tác rồi, ai cần em sáng tác thêm. Dạ, em tên là Chris Devil thì dạ em là YouTuber và diễn viên hài ạ. Gọi tắt là Chris. Dạ Chris. Em rồi. Có làm những cái clip mà kiểu cover hát rồi gì không nhớ? Dạ không ạ. Em chỉ hay nói về những người hát dở thôi ạ. Em quên tên chị nha. Em quên tên chị. Em đừng có rung. Bởi vì sao? Bởi vì có chị ở đây. Chị luôn giúp những người có chơi chị là em mới tặng. Rung đó. Em tin chị. Không, có chị là bé hoảng loạn luôn. Anh không nói gì. Bé bị sốc quá. Bé chưa kịp ra rù đến bé rồi. Bé sợ. Không, chị Sam dễ thương mà. Anh nói thế nào hả? Sắp tới em có dự án âm nhạc nào nữa không? Dạ. Có ạ. Có nữ song ca chung chưa? Dạ, chưa. Thời tới. Em đã có ý định là mời ai chưa? Dạ, em chưa. Wow. Em thử đi, trình độ âm nhạc của em nè. Cái bài Ruột đi. Ruột nữa hả? Bài Ruột nữa. Ê, bài của anh đi. Như thế gì vậy? Bài hợp. Để Duân AP cảm vừa cái độ nhạc của em. Chị cho em biết. Chị không những hát được mà còn nhảy đẹp nữa. Ok, rồi, vô. Trời ơi, thiện hút thích cái đó. Em còn nghe hát rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên em nghe chị trực tiếp. Vừa hát vừa nhảy. Like. Phải lên level chứ. Rồi, vô. Phiền thái y đi, phiền thái y đi, phiền thái y đi. Anh đã say mất đi lối về. Từng tiếng âm thanh kia làm anh đau điên, đau điên, đau điên. Phiền thái y đi, em đẹp như bức tranh điều khiển. Nàng đã mang anh đi về nơi cách kia muôn vàng điều hay.
ơi. Trời ơi. Sao ơi thiệt á. Anh hiểu, âm giờ anh mới hiểu là tại sao Huy lúc nào cũng muốn là động viên tinh thần em hát hết trơn á. Tại vì em hát tính giải trí cực kỳ cao luôn. Đó, đó là một lời khen. Còn em thì em sẽ phải học trí về khả năng tự tin. Đúng rồi, trời ơi, giải trí cao lắm. Vậy là khen đó. Được rồi, bước đầu tiên là được lời khen như vậy. Mình tạo được dấu ấn như vậy đó, là tốt. Chào xin vậy thôi, nếu mà hai bạn nếu mà có sự muốn sự hỗ trợ của Sam trong phần thi kế tiếp, hãy nhớ đừng ngại ngùng gì hết. Chúng tôi rảnh lắm. Ok, hiểu rồi.